Cách đây tầm khoảng hơn một năm, các anh chị Hoa Lan Di Phong từng gây xôn xao trên các diễn đàn về hoa lan, về cái mặt hoa lai cát nữ hoàng anh chị ha. Thời gian trước đó là Hoa Lan Di Phong đang bán cho các anh chị mình cái dòng lai cát nữ hoàng phơm hoa to bự như vậy nè. Và đây là một trong những cái mặt hoa mà khách hàng người ta mua nó sẽ sổ ra. Với đầu hoa nó sẽ màu nhạt như thế này anh chị ha, hoa rất là to luôn. Phơm hoa thì nó vẫn là nguyên thủy của dòng lai cát nữ hoàng, nhưng mà là màu nó sẽ nhạt hơn. Và cái màu này thì nhiều khách hàng phản hồi là bán không đúng mặt hoa, sai hoa ha, nên tạo và cái drama rất là lớn. Thì hôm nay cái câu chuyện phía sau nó sẽ là như thế nào thì mời các anh chị mình cùng với em tìm hiểu thêm ha, xem coi cái hoa nữ hoàng mà nó nở căng đẹp thì nó sẽ lên màu như thế nào nha. Đây là một cái mặt hoa lai cát nữ hoàng, nó mới nở nè mọi người nè. Mình thấy cái màu nó rất là nhợt nhạt ha, nó sẽ không có nổi bật. Và một cái bất ngờ tiếp theo cho các anh chị như thế nào thì mời các anh chị mình cùng ngắm tiếp ha. Đây, xuất sắc chưa? Đây là màu hoa nữ hoàng mà khi nó đã nở căng đều đẹp rồi ha. Và đây là màu nguyên thủy của nó nha mọi người nha, không có ghép, không có chỉnh sửa hoặc là thêm màu hay là nhuộm màu gì hết ha. Mình thấy đây là trên cùng một vòi hoa nè, màu nó rất là tươi đậm luôn. Và đây chính là cái màu nguyên thủy, cái màu mà Hoa Lan Di Phong chụp hình gửi cho các anh chị mình giới thiệu về cái mặt hoa lai cát nữ hoàng để bán hàng cho các anh chị mình ha. Và đây cũng có được xem là một cái nỗi oan thì kính không ạ. Thì mời các anh chị mình cùng xem clip và mình có thể mình cho em câu trả lời ha, thì nó sẽ như thế nào nha mọi người nha. Mặc dù là bên Hoa Lan Di Phong đã có hướng giải quyết cho trường hợp của khách hàng mà nở sai hoa ha. Với trường hợp cây này thì không biết hiện tại là vị khách hàng đó hoa của mình đã nở chuẩn màu chưa, đã đẹp chưa. Nếu như mà anh chị mình có vô tình mình xem clip này thì mình có thể cho em xin một cái bình luận ha, một cái bình luận khách quan hơn khi mình mua cái dòng lai cát.